Có dừng này cũng nói luôn, có biết bao nhiêu người điển nói hỏi bà Chiêu Đệ, bà có chữa vậy Tấn Dũng cỡ này với Châu Phú, ông ba quá đi quá trời sao cô ba. Hồi đêm hôm mới thấy bà đau quá, tôi này nói với bà Bảy nó thôi các vị có xuống thì cũng cho người ta bớt đau, tay về gia đình đi. À, mà mình đó là muốn một cổ Phật, một thánh nhân ra đời thì không gì sân cũng không gì si. Mà quý vị nghe không vừa cái hành hạ như vậy đau vậy, quý vị đâu có phải là Phật thánh thánh nhân gì đâu mà quỷ nhân. Còn quý vị đừng có hành, hãy nói cho người ta biết cái gì đó sáng suốt thì mới là một, nghĩa là thánh nhân, một cái một vị người xưa trở lại tái kiếp để mà lập cái đời thượng quân thánh đức. Giống như ngày Ngũ Tổ hồi xưa, bà Phụng Cơ bà ăn trái đào à, không? Bà sanh ra Đức Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn. Như vậy thì bây giờ quý vị bà kia bà thấy hai trái đào thôi, biết đâu sanh thầy với trò. Nhưng mà quý vị làm vậy nó xứng đáng gì thầy trò đâu. Cái xác trần là cái gì, là cục thịt, là nó giống như cái la vô vậy đó. Cái linh hồn là cục pin, quý vị là cục pin, mà quý vị không biết để cục pin cho nó cháy thì nó thuộc về cục thịt, nó thử được cái la vô bể rồi. Đó, như vậy thì tôi cũng nói cái đó là gợi ý nói chung với quý vị. Thánh nhân cũng đúng, mà quỷ nhân cũng đúng, tà nhân cũng đúng, theo cái đúng của quý vị. Mà cái đúng nhất là hãy để cho bà ấy hạ sanh đi đã. Bây giờ mình chưa kết luận, mình kết luận đúng sai bởi vì chuyện thiên cơ mỗi phút mỗi giây. Bây giờ hồi đó Nam mô Đà Phật. Dạ thưa cô ba, nhờ cô ba giải giùm con hai câu của thầy cô ba. Dạ thầy nói là ra đi để lại một bài cho trong bổn đạo hôm mai rèn lòng, vậy là bài đó là bài gì cô ba? Đức thầy để lại bài gì cô ba? Một là tốt, hai là xấu. Thầy nói là để lại một bài là một bài trừ thói hư thật xấu. Thành ra nó chỉ hai, trên đời có hai điều thôi. Bây giờ nếu nói một bài thì không thể nói được, mà nói cái lời này nói được. Vì một là bài trừ thói hư thật xấu, thầy để lại có nhiêu à? Bây giờ một là mình hỏi con người, ai hỏi người đó tốt không? Nói tốt. Hỏi người đó xấu không? Xấu. Như vậy thì có tốt và xấu, nên thầy lại để là một bài là chúng trò hãy bài trừ tối hư thật xấu. Nên một bài một, bỏ tật xấu nó lồi cái tốt, thì không có gì nói dòng do hết á. Một bài đó mới là một bài. Còn nếu nói giáo lý của thầy thì rất là nhiều bài, nhưng mà cái cốt lõi là chỉ bài trừ tối hư tật xấu, đúng không? Vì suy nghĩ, trên cộng đồng mạng suy nghĩ, chúng ta chỉ có hai điều, người tốt và người xấu. Chúng ta bỏ xấu nó sẽ thành tốt, bỏ ngu nó sẽ thành khôn, bỏ tối nó trở thành sáng, bỏ ác nó trở thành thiện. Nên chúng ta chỉ bỏ một thì nó còn lại một. Như vậy thì tôi có một cái bài thơ mà cũng đã đặt tới rồi. Một đời tu tỉnh khỏi mờ ôm, hai buổi coi kinh khỏi sợ cơm, ba nghiệp tiêu trừ không vướng tội, tối như thì tối nhớ cúng lâm cơm, năm quẩn trừ xong không phạm lỗi, sáu tặc không theo khỏi mỗi mồm, bảy tình dứt hẳn thông minh huệ, tám câu bắt chánh gắn trong dòm. Mình coi kinh một ngày không có sợ mở mắt phải không? Cúng lại cũng là không sợ cơm. Đó. Ba nghiệp tiêu trừ từ cái khẩu nghiệp, rồi thân nghiệp, ý nghiệp phải không? Không vướng tội. Rồi lục tặc á, không bảy tình dứt hẳn thông minh huệ, mừng giận buồn vui rương thương ghét muốn, tức là thất tình. Còn lục dục thì là sáu tặc không theo khỏi mỗi mồm, nó không theo, nó không dục chửi, dục mắng, dục ăn, dục ngủ, dục thức, dục làm, thì mình đâu có cực. Nên nghĩa là thắng thất tình, giữ dạng đạo trung, trừ lục dục không cho ô nhiễm, thập tam ma diệt bằng trí kiếm, dứt xong rồi vô sự thảnh thơi, biển hồng trần lao lý dịu dơi, xô đẩy mãi trong dòng khủng ngũ trượt. Nên mình do cái thất tình lục dục mà nó sanh ra ngũ trượt, rồi là cuộc sống rồi khổ rồi vui rồi buồn. Ở đây cô nhận một ngày không biết bao nhiêu cuộc điện thoại, nó bị hành, bị đảo, bị khổ, rồi chồng bỏ vợ thôi, nhà nước ngập. Thì coi cũng nói trong YouTube, ở đời mình có nhân thì trả nhân. Giống như mình ăn trái me, mình đi tiêu nó ra hột me, nó có thể lên cái cây. Mà quý vị nhớ ăn cái ổ bánh mì thì khi mình đi tiêu nó không có nó không có lên cây được. Nghĩa là cái ý mà cô Hoa muốn nói đó, chúng ta trồng cây lành vị quả thơm tho, gieo giống tốt trái chi thưởng nấy. Chúng ta không gieo nhân khó gặp nhân, chúng ta không gieo quả không sanh quả.
là mình trồng cái cây lành, tức là gieo một cái thiện duyên thì sau sẽ gặp nhiều phước báo. Như vậy chúng ta có gũi khổ rồi chồng bỏ vợ thôi nhà nước ngập, chồng theo vợ bé, vợ bỏ đi thương người khác. Nghe lời cô Hoa nói có mấy câu đi: dứt ái ân quyến thuộc, chuyện trò tình huynh đệ chia đôi đẳng cấp. Vì vậy nên quý vị là phần cao căn hết rồi, là đại hạnh của Như Lai, của Bồ Tát, nhưng quý vị dứt không được, buộc lòng ở trên Quan Âm Bồ Tát dứt giùm cho quý vị. Nên đi cao thì nó hoàn cảnh như vậy, còn quý vị đi trung đạo mà cô Hoa thường nói có hai đường, ba đường phải đi: một là Tây Ninh theo mẫu, hai là Tây An theo thầy. Còn quý vị tu giải thoát tụng đại bi cầu kiến Như Lai thì quý vị phải chịu trả quả rồi. Cái nhân mà để xúc sạch phải xúc nghiệp không, cái lưu nước mà tới cuối cùng căng phải bỏ thôi. Như vậy thì quý vị không có hành thiền, không đi xa, không bỏ nhà, không dứt được cái nghiệp duyên trần cấu tạo, thì bề trên ta giúp cho mình, ta khiến cho người thân mình không yêu thương mình, mình mằng á, nghĩa là ơn cho nó đi bố thí, người ta chăm chịu được mà cái người nhà cho bao gạo nó không cho nữa. Người quý vị có nhiều người hay nói vậy, mà quý vị không biết thì giận chứ không phải. Bởi vì ở trên á, muốn đưa cho mình một điểm cao thì phải dứt hết những cái gì mà quyến thuộc, anh em yêu thương, chồng vợ. Nên á, cái đường giải thoát á, tôi không dám đi là tại vì sao? Vì tôi sợ mất hạnh phúc, mất nghĩa là sự thương yêu con cái, gia đạo, gia đình. Nên tôi vẫn sống theo cái đạo làm người. Rồi quý vị biết không, đạo làm người thì khi mình làm người xong thì nhân đạo bắt tu, tiên đạo diễn hỷ, người tu nhân đạo, tiên tu Phật đạo. Tới mình thành tiên đi rồi đường Phật nó đâu có xa. Còn bây giờ mà mình chưa có đi đâu được mà mình đi Phật đi không nổi. Chứ không phải là đạo Phật mà tôi phản bác. Tôi rất là tôn trọng và tôn kính những người đã quy y giải thoát theo là Phật giáo. Nhưng mà tôi nhắm khả năng tôi làm không nổi. Khi mà tôi hiểu được và biết được nhận lệnh của bề trên, của cha mẹ, của mẫu thì ở đây cái điều duy nhất Ngô Tấn Kiệt thì dạy đạo thiên tâm cho Di Lạc, còn tôi chỉ dạy đạo làm người thôi. Đạo làm người là phải biết nghĩa là trung hiếu hiền, thương yêu lẫn nhau, tha thứ cho nhau, phải tập từ từ nó mới dằn được cái tánh sân si, rồi nóng nảy, rồi tật đố cố chấp. Không phải đương không mình làm được đâu, mình là một sinh vật sống mà. Nếu mình nói mình bỏ hết và quên hết nhanh mau thì cái chuyện tu ai cũng dễ hết. Cái chuyện tu nó rất là khó, bỏ cũng rất là khó. Chúng ta giống như cần một cái ly, một ngày bỏ vô một hộp cát nó sẽ đầy. Còn nghiệp của mình đầy, bỏ ra một ngày một chút thiện, tức là bỏ ra một hạt cát thì từ từ nó sẽ hết. Nên thầy nói nghiệp dữ trả rồi nhân thiện đến, thiền từ thầy không bỏ các con đâu. Thầy ông hứa vậy quý vị, không chịu làm cứ hỏi cô Hoa, tôi chồng bỏ nhà thôi, nhà nước ngập đủ thứ. Còn có việc này cũng nói luôn, có biết bao nhiêu người điển nói hỏi bà Chiêu Đệ, bà có chữa vậy Tấn Dũng cỡ này với Châu Phú, ông ba quá đi quá trời sao cô ba. Hồi đêm hôm mới thấy bà đau quá, tôi này nói với bà Bảy nó thôi các vị có xuống thì cũng cho người ta bớt đau, tay về gia đình đi. Mà mình là muốn một cổ Phật, một thánh nhân ra đời thì không gì sân cũng không gì si. Mà quý vị nghe không vừa cái hành hạ như vậy đau vậy, quý vị đâu phải là Phật thánh thánh nhân gì đâu mà quỷ nhân. Còn quý vị đừng có hành, hãy nói cho người ta biết cái gì đó sáng suốt thì mới là một, nghĩa là thánh nhân, một cái một vị người xưa trở lại tái kiếp để mà lập cái đời thượng quân thánh đức. Giống như ngài Ngũ Tổ hồi xưa, bà Phụng Cơ bà ăn trái đào à, phải không? Bà sanh ra Đức Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn. Như vậy thì bây giờ quý vị bà kia bà thấy hai trái đào thôi, biết đâu sanh thầy dưới trò. Nhưng mà quý vị làm vậy nó xứng đáng gì thầy trò đâu. Cái xác trần là cái gì, là cục thịt, là đó giống như cái la vô vậy đó. Cái linh hồn là cục pin, quý vị là cục pin mà quý vị không biết để cục pin cho nó cháy thì nó thuộc về cục thịt, nó thử được cái la vô bể rồi. À, như vậy thì tôi cũng nói cái đó là gợi ý nói chung với quý vị. Thánh nhân cũng đúng, mà quỷ nhân cũng đúng, tà nhân cũng đúng, theo cái đúng của quý vị. Mà cái đúng nhất là hãy để cho bà ấy hạ sanh đi đã. Bây giờ mình chưa kết luận, mình kết luận đúng sai, bởi vì chuyện thiên cơ mỗi phút mỗi giây. Bây giờ hồi đó bà Út bà có giữa 13 năm ban chay tương, cái lúc đầu đi bác sĩ hồi đó, bác sĩ gì ở cầu Long Xuyên nè, bác sĩ nổi tiếng á. Đêm đó chính là má tôi nuôi trong gia đình, một năm đem lên khám là có người con trai ngồi cắp tay gì gõ gàng luôn, chụp hình có trống luôn. Mà sao á, cái bà
bà được lắm, 10 năm là bà tu hành tinh tấn, mà tôi cấp đó còn nhỏ, theo hầu bà như là bà mẹ, bà mẫu vậy đó. Cái ai cũng nói là sau này sanh ở Đức Phật Di Lạc hết, bị bà có chữa 12 năm rồi. Thì trong ông ba ông nói 26 là tuổi vua mình, nên ai cũng nói vậy hết cả. Ông ba thương ông Sáu Liêm đồ, ông cũng nói vậy. Nhưng mà cái kỳ lạ là sao cái bà dùng lại tiền, có biết không, lại gờ cái này cái người ta cho bà tiền nhiều. Rồi cái là vậy đó, cái khi mà bà nói cho nằm bao thấy ngày sanh. Rồi đằng này cũng sửa sạn đàng hoàng, chân lên chảy cua coi trái ấu cho bà sanh. Sao bà nói bà sanh cái bụng nó xịp từ từ, cái bà đau, cái bữa sau bà chết luôn. Không thấy à, không có thấy sanh gì chân mà cái bụng xẹp lép luôn. Thì ở trên là cho biết bà cũng là sanh một thánh thai. Mà cái xác trần mà không được nên ta quỷ xác, người ta không có ra cái thân. Rồi để nữa sao ta mượn cái xác gì đó. Thì ở trên hồi đó bà chính cua trái ấu còn, bà nói vậy. Thì tôi thấy là đó, tôi nuôi bà kia, má tôi nuôi 2 năm đó, 13 năm đó con, chứ không phải 6-7 năm đâu. Cái bụng bà mà chụp hình là thấy đứa nít ngồi chắc tay luôn, là chính là má của cô ba, là dẫn lên bác sĩ gì mà ở chỗ cái cầu Long Xuyên mình đó, là rồi đó là tôi quên rồi, bác sĩ đó giờ trị bệnh cũng siêu lắm, hồi đó còn đời của Việt Nam Cộng Hòa. Yeah. Tới hồi xưa tới tiếp thu. Nhưng mà bà sanh tới cuối cùng đằng này ha, là thắp nhang cầu nguyện hương đăng đồng đạo đông lắm. Mà sao cái bụng bà từ xịp rồi cái 3 ngày sau bà đi luôn. Yeah. Mà nó không có sanh con. Bỏ xác luôn mà không. Bỏ xác luôn. 13 năm, 12 năm mấy tháng luôn. Thì cái đó là với cái ông Ngọc Nữ đó, lại con không biết Dũng. Ông Ngọc Nữ 90 kg, ông nhỏ xíu mới có 13 tuổi à. Nói như Đức Phật Di Lặc. Cái sông nước chảy ào ào mà nó xuôi cái sông Long Xuyên đó. Yeah. Mà ai nói hồi xưa là có cha mẹ đều biết hết. Ông Ngọc Nữ mở đạo Hà Tiên bây giờ nè, bên cái cánh Hà Tiên đó là của đạo của Ngọc Nữ. Mà bà Tư dưới Cà Mau bây giờ là còn đi một cái tập đoàn đông lắm. Ông mà nói trâu lùa đó, một đám trâu nó ăn cỏ. Cái là ông không nói, ông ngồi ông nói chư thần đâu xong đuổi trâu, trâu nó giống đuôi nó chạy. Ông linh tới cỡ đó. Mà ổng để trong nước là nước ngược, ổng chạy nổi nước. Là cũng ở nhà mẹ nuôi, hồi đó mẹ đi tâm linh theo lâu. Nhưng mà mẹ cũng nuôi coi, cũng có từng ở nhà ông ba sanh. Nhưng tới cuối cùng người ta cấm nhòm gái, cấm hút thuốc. Ổng nhòm gái, ổng hút thuốc, ổng chết queo. Bây giờ cái xác trần. Yeah. Ở trên thì ông Di Lặc thật đó, nhưng mà ông Ngọc Nữ là Di Lặc rồi. Nhưng mà cái xác trần phạm cái là ổng bỏ xác rất là nhỏ. Mà ổng 90 kg, mới có 13 tuổi ông bỏ xác. Dạ không, cái chuyện đó cấm ổng là không được dầm gái, không được hút thuốc. Mà ổng lên cái ai cũng tôn trọng, rồi cái ổng muốn hút thuốc cái chốt gì cái xác trần. Nên tôi nói với quý vị nghe trong lưu tấp Tinh Dũng luôn, quý vị cũng không nên kết luận người ta tà, cũng không tin luận người ta thánh. Hãy tin tưởng những gì mà mình có trong tim, rồi mình tin tưởng để hỗ trợ. Giống như cô đệ sao không biết, bây giờ lưu tấp Tinh Dũng hay cho tiền là cái phước của cổ, người ta cho các nhà cũng là cái phước. Giống như mình đừng có bao giờ phê bình người ta, cái phước của người ta, cái phước của người ta trước, biết đâu hồi xưa nhớ bà này, bà Chiêu Đệ à, bà mà Võ Đệ hồi xưa nhớ vợ của Khương Thượng đó. Yeah. Thương Tử Nha là Chiêu Đệ đó à, đôi khi là 10.000 năm rồi là bà trở lại bà đầu thai rồi không chừng nữa. Vì tại bà Mã Thị á, rồi bà cũng là được như vậy, nhưng mà bà sai một chút thì bà chuyển bà khi đó bà ông Khương Thượng, Khương Tử Nha làm là sái, bà không hưởng. Biết đâu 10.000 năm bà trở lại bà tạo phước, bà là Võ Đệ sao nhóc tên không tên mà tên Võ Đệ. Bà mang thai, biết đâu bà mang thai thánh. Nên quý vị nói trong YouTube là có nhiều cuộc điện thoại hỏi lắm. Yeah. Nhưng mà tôi cũng nói cho quý vị biết là chúng ta hãy tôn trọng cái người mà chúng ta không chưa biết. Chứ tôi bây giờ tôi nói tốt cũng không được, nói xấu không được, tôi không thể nói gì hết. Nhưng tôi nói quý vị có những kỳ lạ như vậy, là có những cái khả quý kỳ, có thầy nói là chữ kỳ là mới lạ, phải không? Để hạ hồi phân giải. Để hạ hồi phân giải, mình hãy tôn trọng và giúp đỡ trợ duyên, nâng cấp cho người ta làm thiện làm lành. Mình muốn vậy cũng không được, cái phước nổi cái bầu không mà nổi cái bao nhiêu thân hữu mến gửi tiền gửi đồ, mình muốn vậy được không? Đâu được, như vậy cái phước mình thua người ta rồi. Nên chúng ta không có nên bôi bác, cũng không nên khen tặng, chúng ta hãy để tùy duyên. Chúng ta mến nhau như người chị, người em,
một cái người đồng đạo cùng mình chia sẻ, cùng mình tu hành. Còn thương cô ta là mang cái bụng như vậy, mình mang thử thôi, chịu đâu có nổi. Mà cô ta mang kè như vậy đuối ơi, mình phải lấy cái lòng thương, cũng không nên phê bình bôi bác. Thì cô qua chỉ nói vậy thôi. Thì cô qua nói con câu: việc trời trời biết, việc đất đất biết, việc người người biết, còn thế gian khó biết cái thiên cơ. Biết đâu thánh thai gọi làm tầm bậy thì phàm thai, biết đâu làm phải người ta là thánh thai. Nó bậy một cái tội tội với Phật với trời, hiểu không? Nội cái mình thấy người ta kỳ bí, xẹp qua xẹp lại đâu, quý vị làm thử có được không? Ở cái đó là có một cái kỳ duyên rồi. Thành ra nên chúng ta không có phê bình nhiều. Giống như cái lưu túp, tôi có cũng mấy người cũng quen, mấy cái domain nói Ngô Tuấn Kiệt quá trời nói, tôi cũng không dám bình mà không dám không. Rồi tôi cắt cái lưu túp, tôi chỉ nói một điều: chuyện Ngô Tuấn Kiệt, Ngô Tuấn Kiệt biết. Chuyện quý vị biết. Cái mà quý vị nói người ta là quý vị xấu rồi đó. Quý vị chửi người ta là quý vị không phải rồi. Vì người nào cũng sức mạng riêng phải không? Bây giờ bị nước sâu mà tại gầu, thưa dân đồng đảo là truyền không xiết người này. Giống mẹ cha có 10 đứa con thì đứa giỏi việc. Như vậy thì việc mình làm mắc mới gì nói việc người ta. Vậy thôi, cô ba quản lý không chăng khan phạm vào một việc ai hết. Mà thấy ai có làm sai nung đúc tinh thần để cho người ta làm chánh. Bởi vì thầy đem ra cái cứu cánh, tông Tịnh Độ là môn cứu cánh, gán phụng hành không phụ Phật xưa. Ông nói cái rất là đau lòng, mà tại sao mình không phụng hành, mình phụ lòng của tiên Phật thánh thần rồi, bao nhiêu người linh căn hết trơn rồi, bôi bác chia rồi, gây gỗ gầy gà như thị, có thể là đau lòng thầy không? Thầy nữa là nửa đường đàn lại đứt dây, chưa vui buổi họp tớ thầy bỗng xa, chở trân trong giấc mộng qua, tựa mình cũng tưởng như ta bên mình, tuy là hữu ảnh vô hình, nếu ai lầm tưởng sân trình đảo lai. Cái sân trình này Tướng Dũng không hỏi cô ba có nắp gì, tại gì có người không biết cái sân trình là gì. Cái cô ba gái thì cô ba thấy mà thầy về, thầy nói cái sân trình là người mà không được gặp thầy mà tu hành tinh tấn kính trọng thầy thì chắc giấc mộng vàng gặp cơn đại đạo. Thì khi đó nghĩa là khi mình nằm mơ thầy cho gặp tương như ta bên mình, đó là cái thần thức thứ hai mà cũng nói là nhị thân của thầy, vì thầy miếng quá được mà. Giống như một kỳ tôi lên trên cây quế đó, tôi nói thành ra dốc à, lên cây quế mà ông cụ giờ gặp bữa đó Tướng Dũng, không ai gặp hết. Thằng Tâm nó đi 4 lần không gặp, mà cô gặp mấy lần, cô qua nói về nói chuyện người ngút ngắt rồi chấp tài xá, rồi ai cũng nói này trời bà quản lý bà lên hay gì bà ngập, nó nói trời tao ngồi tao nói chuyện với ông già gỗ gàng nói cả tiếng đồng hồ, mà một đoàn đi 9 người không ai thấy hết. Ông đó là ông ẩn thân được á, ông già bữa hôm đó, ông là 109 tuổi rồi đó, 109 tuổi bữa hay qua. Anh ra ông ở cây quế này biết mấy chục năm, ông ăn khoai lang, ăn chiên khoai lang không. Hồi đó ông một cao một thước 78, giờ ông còn có 1 thước 45, nó còn, lùng mà nó còn, nhỏ vậy đó xuống heo. Không biết sao nó lùng nhỏ vậy. Mấy cái cụ sống dài sống già tôi biết trên 6 cụ đều lùng nhỏ vậy đó, còn cái cụ cái mới được chết rồi. Ông có lùng chứ ông không khòm, cũng hơi khòm hơi chút xíu, khòm ít thôi. Nhưng mà ông rất là minh mẫn. Còn hơi dữ lắm, tắt bột là cùng như vậy. Rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay hữu duyên có đến am của cô ba. Thì đệ là Nguyễn Hải Lăng. Năm nay là 64 tuổi, tuổi hợi. Thôi không tới thì thôi, tới thì cũng góp phần nho nhỏ. Thì có biết nhiêu thì hát nhiêu. Cô ba. Nam Mô A Di Đà Phật. Nơi hoa hòa xinh thề thanh, nay bị đè bơi ngọn ngũ hành sơn, bờ đường tăng hãy mau ra tay gỡ phất lá bùa linh căng êm chân. Đường tăng ơi người là bậc chân tu, hãy mau ra tay cứu độ, bởi lão tôn này đã bị ngũ hành sơn đè nặng êm. Hết cho nói nữa đó, họ là câu xong. Lão tôn này biết ăn năn cải hối tối tình,
Bởi năm xưa nơi vườn hoa hoa, cũng tại tánh ngang tàn thì phách đã quen, nay vui nằm đây co giò chống cằn nhăn răng, còn chỉ đâu là thể diện mặt mày của tề thiên đại thanh. Câu số 2 luôn đi cho nó cũng hay hay đó. Đường tăng ơi lão tôn nay cốt là cục đá, thọ khí âm dương biên qua nên hình. Nhớ có nhiều là cô hay sao? Nó mò nhiều để tiếp luôn. Còn qua hung hăng nên mới bị đá đè. Phải tu nhân rồi con biết Phật, theo đường tăng đi đông độ thịnh kinh. Lúc này ta mở tâm linh Quán Âm nhất thể vì tình yêu thương. Nam mô A Di Đà Phật. Cho mày một câu lý luôn. Con hỡi con là nhân gì đây, con ngoan thì con mau tha thứ, chớ con hung sùng ngu hành sơn, chiều đại con gắng thôi ơi à ơi, chiều đại con ráng tù. Nam mô A Di Đà Phật. Xong. Xong rồi đó, Tấn Dũng rồi, tôi dân viên nữa thôi ha. Dạ, mời cô ba thằng chú bài thơ, chú tên chứ, tên hỏi tài vũ, tên gì chú? Nguyễn Hải Lan. Cho bài đế Nguyễn Hải Lan, xưa làm nhân sĩ nay hằng cốt thanh. Cốt thanh là đẹp thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Không tiền. Nếu con muốn được thành danh, hãy lăng hãy gắng tu hành, thì nên xưa chiều nguyện cảnh đền có cảnh. Nếu con về có gành viên à, một mâm lễ vật quả hoa cũng dâng cho chùa con nhà nguyện Long. Rồi con anh tên gì ạ? Cũng họ nguyện có lòng lâu lắm được trở về núi Cấm Cô Tô, thành tâm nước lã nên hồ, có duyên Tấn Dũng và cô Tiếp Ngư. Từ đây đến tháng 10 năm cuối, bước hành trình dung gội về non, Cô Tô ba bá vẫn còn, cháu con nhà đạo nên con gắng hành, Kim Long phải đắc thành giai thoại, lo Nguyễn Triều cùng lại ba ông, để sao hiệp mặt hội đồng cho con gỡ gàng tiếng rồng Âu Cơ. Nguyễn Lăng nói tự nãy giờ, các nhân sĩ tốt bàn cơ có rồi, Gia Long chiều Nguyễn được thôi, Thất Sơn Thiên Tế ngài ngồi thượng phong. Thôi thì nói chuyện dài dòng, chúc cho quý vị thân rồng quá tiên, nhất là làm việc kiếm tiền, vừa tu vừa để tạo duyên dưới đời. Hải Lăng cũng được thành thơi, Nguyễn Long cũng được Phật trời phong phê. Sao hầu mẫu vốn kim kê,
hội đoàn chỉnh đốn ngự về thiên sơn. A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Đà Phật. Dạ.